Ôi sao cái con thú lại đập mãi chết vậy? Ơ kìa. Ơ kìa anh em. Con thú này sao đập mãi chết vậy? Con thú này sao đập mãi chết thế? Đây rồi anh em ơi, đây rồi. Nào chơi nhá. Thả này. À từ chưa. Như này kéo lên để cho nó sâu nó dài tí cho nó dễ ấn cái. Setup làm sao cho nó dễ ấn cái nhỉ? Đây rồi. Đây rồi. Hợp lý như này, hợp lý rồi. Ok nhá. Vô nhá anh em nhá. Anh đặt bảng to thủ công à? Ừ, anh để đặt bảng to thủ công bởi vì không hiểu sao cái file tool của anh nó đang bị lỗi. Thế nhưng mà spawn cả zombie lẫn hộp mà spawn cả zombie lẫn cây ra thì nó lại bị lỗi. Không hiểu kiểu gì luôn nên là phải đặt tay anh em ạ. Nhưng mà đặt tay nó cũng được mà. Ui, khó đấy. Pha này theo anh em là win được không? Theo anh em là win được không? Khó đấy nhở. Pha này khó rồi. Pha này khó ấy trưởng ạ. Thua chắc. Mấy anh bảnh anh một chắc một thôi. Chắc chơi một thôi bởi vì nếu như mà chơi nhiều anh bảnh quá thì bị lag đấy. Mấy đệ mình không thể đặt lên kịp đâu. Ui. Cái pháo ngô nguyên tử này cũng đau lâu quá trời vậy. Cái pháo ngô nguyên tử ấy cũng đau lâu quá anh em ơi. Đây rồi. Nó. Ui, còn 500 máu này. Hoa kim cương đâu? Ô cái con hoa kim cương đâu? À đây rồi. Hoa kim cương vô địch. Ấy, nó phải là như thế. May quá có con hoa kim cương. Rồi ok. Kèo chạm bao nhiêu anh để em dự đoán tỷ số nào? À thế thì kèo bây giờ chúng ta chơi kèo chạm bao nhiêu anh em? Chạm bao nhiêu? Vừa rồi là cây thắng được một rồi này. Bây giờ anh em mình chơi kèo chạm bao nhiêu đây? Pháo ngô mà trời cooldown hơn nhiều. Ừ thì đúng rồi, kệ đi. Bây giờ là quan trọng là anh em muốn kèo bao nhiêu nào? 10 à? 15 à? 15 à? Anh em thích chơi 15 à? Nghe trường anh em thích 15 ấy nhỉ? Thấy mấy bạn vote 15 kìa. 20 thì lâu quá. Còn 10 thì cũng hơi ngắn Phú ạ. 15 lẻ quá à? Nhưng mà lẻ thì nó mới ok chứ. Lẻ thì nó mới phân biệt được. Nhỡ đâu mà chơi kiểu 14 đều thì sao em? 14 đều sao? 15 đi anh. 15 nhiều quá nhở. 15 nhá, thôi nhá. Thế thì anh em nhớ giúp mình là cây đã thắng một lần rồi nha, hộp quà đã thắng một lần rồi nha. Anh em nhớ tỷ số giúp mình nha, 1-0. Đang là 1-0 rồi nhá. Đang là 1-0 nhưng về phía của hộp quà của plan rồi nhá. Bây giờ anh em mình sẽ tới với lại cái pha tiếp theo nhá. Ồ. Pha này nhìn trông cây lực thế nhở. Nhìn trông bên cây lực dã man này anh em này. Bốn con thua rút luôn ạ. Ui nhưng mà không có đam lan kìa. Không có đam lan để giết con disco. Phải có đam lan cơ. Ở giữa này không còn con nào khác à? Ui thôi xong rồi. Con disco kia nó còn nhiều máu quá. Con disco kia nó phải ít máu cơ thì mới có thể gọi là ok hơn được. Chứ nó mà nhiều máu như thế này thì làm sao mà. À, Thua rồi. Không đỡ được rồi. Ô có bom này. Có bom đâu ra đây? Nó. Ừ, thêm cả bom nữa đi. À bom từ cái mộ thần tài. Ui. Sao cái con thú lại đập mãi chết vậy? Ơ kìa anh em. Con thú này sao đập mãi chết vậy? Con thú này sao đập mãi chết thế? Bất tử à? Ơ kìa bất tử à? Mình có bật bất tử đâu? Mình không bật bất tử mà. Ơ kìa.
Ủa, mình có bật bất tử đâu nhở? Mình không hề bật bất tử luôn nhá anh em nhá. Mình không hề bật bất tử cả cây lẫn plan là mình, à cả cây lẫn zombie là mình đều không bật bất tử luôn. Mình không bật bất tử luôn mà. Sao nó vẫn ra được nhỉ? Ui 8.000 máu này. Còn nguyên 8.000 máu này anh em này. Còn nguyên 8.000 máu luôn mà. Con zombie nó không spawn đệ nữa luôn á. Không 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 phải là con zombie nó không spawn đệ đâu em ơi, mà là cái con disco này nó mà đang tấn công ấy, nó mà đang đập búa thì nó sẽ không spawn đệ đâu. Anh nhớ là như thế đấy. Ơ nhưng mà sao cái pha này nó lạ thế nhỉ? Từ từ nhá. Mình thả một con ở giữa đây xem nào. Đập đi. Đập tiếp đi xem nào. Đây nha anh em nhá. Anh em nhìn máu của con của cái thôn út này nhá. Anh em nhìn máu của cái thôn út này nhá. Anh đang quay video à? Không, anh đang không quay video, anh đang livestream mà. Quay video đâu? Nhưng mà cái điều lạ đang xảy ra là tại sao con thôn út thiếp gai này không bị chết? Là sao? Lỗi cây đó bất tử thôi à? Ừ, hình như thế, hình như cái cây này bất tử anh em ạ. Hình như cái cây này đang lỗi. Ơ thế bây giờ tính sao anh em? Cái pha vừa rồi thì tính ra làm sao? Pha vừa rồi là tính cây thắng hay là zombie thắng? Hay là không tính? Coi như là bỏ qua. Tất cả cây đều không mất máu á? Không phải tất cả cây đều không mất máu đâu. Không tính nhá, thế không tính nhá. Bỏ đi không tính nhá. Rồi bỏ đi không tính nhá. Thề với anh em luôn là mình không bật bất tử luôn. Mình không bật bất tử cây luôn. Mà tại sao nó vẫn bất tử được với hài chứ? Hài cốt dã man. Ơi. Ôi thôi ấn chậm rồi, ấn chịu hồi chậm rồi. Đây, đây. Ui. Hai quả bom nguyên tử luôn cả. Ui. Pha này thắng chắc rồi anh em ơi. Pha này thì win chặt rồi. Pha này thì không thể thua được. Nếu như mà có sự xuất hiện của dưa hấu vàng kim, xong lại còn cả hoa thần tài nữa thì thôi, không thể nào thua được trong cái pha này luôn ấy. Hay là 2-0 rồi anh em nhá. Pha này là 2-0 rồi. Chắc chắn pha này là 2-0 rồi. Không thể nào mà không thể 2-0 được. Đúng không anh em? Ra được hoa thần tài là chắc chắn 2-0 rồi. Hoa thần tài đam to lắm nên là thoải mái 2-0 luôn. Chắc chắn là được 2-0 luôn. Nào nào, đúng 2-0 không? Đúng 2-0 không? Nào rồi, con disco chết rồi. Giờ còn con trên kia nữa thôi. 2-0 anh em nhá. Tỷ số sẽ là 2-0 nghiêng về phía của hộp quà nhá. 2-0. Anh em cùng với mình nhớ tỷ số nhá, chứ không là mình chơi mình quên đấy. Rồi, tiếp tục này. Đặt nhanh, spawn nhanh. Pha này thì khó nha, pha này thì khó nha. Bởi vì con pháo ngô săn này cooldown lâu lắm. Pha này thua chắc rồi. Pha này thì không thể win được rồi. Làm sao mà win được pha này. Pha này win thì cho tiền luôn ấy. Pha này mà win được thì cho tiền luôn. Khó là mà win được pha này lắm anh em ạ. 2-1 rồi. Mình nghĩ là 2-1 nghiêng về phía zombie rồi. Không có đam. Không phải là không đủ đam em ạ, mà là không có đam. Không có đam để mà đủ luôn ấy. Mỗi cây kim cương. Ừ đúng rồi, mỗi cây kim cương. Mà cái cây kim cương này anh em biết rồi. Cái cây kim cương này nó gây đam rất là bé. Cái cây kim cương này nó gây đam rất là bé luôn. Ê, cho nên là cũng khó. Thua rồi. Cây kim cương này là hoa thần tài thì may ra mình còn có cơ hội thắng. Chứ còn không thì sao mà đỡ được. 2-1 luôn thôi chứ còn gì nữa. Thôi, mình sẽ thả bom ra cho nó xong zombie đi đã. Mình xúc cây đi rồi anh em mình sang pha mới luôn. Thế là 2-1 anh em nhá. 2-1 nhá. À đâu, 1-2. Con nào mà cây mà thắng à, con nào mà giành chiến thắng là anh em mình đẩy số ấy lên là 1-2 rồi. Ok, 1-2. Đó. Ui Cubit thì thôi. Bố mày win chặt luôn. Có Cubit thì bố mày xin cái win luôn. Win chặt luôn ấy. Gì chứ, cứ nhìn thấy Cubit mẹ, nhìn thấy hoa thần tài là thôi ấy. Nhìn thấy Cubit mẹ là hoa thần tài thôi ấy. Là tỷ lệ win là rất cao luôn ấy. Nhưng mà pha này mình nói là gacha ra cây thì cũng xịn nha. Ngoại trừ con Cubit ra thì còn có thêm con quai với lại con này nó cũng xịn mà. Nhưng mà tính ra nhá, Con quai pi này gây đam theo kiểu trực diện này yếu lắm. Nó phải đông cơ. 3-1 đúng không? 3-1.
3-1. Thế thì bây giờ anh em thống nhất là khi mà comment tỷ số ấy, thì anh em sẽ comment là cây trước zombie sau nhá. Cây trước zombie sau nhá. Ví dụ như là vừa xong là 3-1 đúng không? Ra là plan cây là 3, zombie là 1. Đấy, anh em cứ comment cây trước xong rồi đến zombie nhá. Cây trước xong rồi đến zombie nhá. Ok anh em nhá. Ra Cupid là có hy vọng á. Ra Cupid là win 100% luôn chứ không phải là có hy vọng bạn ơi. Ra Cupid là win 100% luôn. Ui. 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 Theo anh em thì trận này như nào? Theo anh em thì trận này như nào? Mình nghĩ là win đấy. Mình nghĩ là win đấy. Mình nghĩ là win đấy. Hàng dưới khó. Hàng dưới chỉ cần một phát bắn kim cương của con hoa thần tài cái thôi là xong. Không cần nhiều. Chỉ cần một phát bắn kim cương thôi là xong. Ấy, trời ơi, tuyệt vời. 4-1 nghiêng về phía của plan anh em nhá. Anh cho hộp quà thường đi cho nó bất ngờ thú vị hơn nữa. Nếu như mà cho thêm hộp quà thường vào đây nữa thì tỷ lệ thua là rất cao. Nếu như mà cho thêm hộp quà thường vào đây thì khẳng định với anh em luôn là tỷ lệ thua là rất cao luôn ấy. Chứ không thể nào mà có thể là win được nhiều như này đâu. Pha này thực sự là mình cũng hơi lăn tăn nhá. Pha này thì mình cũng hơi lăn tăn một tí là không biết là có ăn được không nhá. Theo anh em thì pha này sao? Mình nghĩ là cơ hội win thì vẫn có. Cơ hội win thì vẫn có. Cơ hội win vẫn có anh em ạ. Vẫn có cơ hội win. Triệu hồi thêm à? Thôi xong, nó triệu hồi thêm thì vãi cứt rồi. Vãi cứt rồi. Thôi. Ôi con này chưa cooldown kịp này. Con này chưa cooldown kịp rồi. À đây rồi. Ui bom ở đâu ấy? À thôi nút à? Thôi nút à? Rồi xong bắn. Ok. Ok 5-1 anh em ơi. 5-1. Cái pha vừa rồi nổ bom là quả bom Gunut anh em nhá. Pha vừa rồi nổ bom là quả bom Gunut chứ không phải là quả bom gì đâu. Anh em này bảo mình sử dụng thêm bom mà chết dở đấy. Nó là bom của con Gunut tao bắn ra nhá. Nhưng mà cây lỗi á, cây đâu có lỗi đâu. Vẫn bị chết mà đây này anh em này, vẫn bị chết mà. Đấy, cây vẫn bị chết mà anh em. Cây vẫn bị chết mà. Chỉ có cái cây thô nút thép gai là nó mới bị lỗi thôi. Cái con thô nút thép gai nó vẫn lỗi. Nhưng mà anh em biết vừa xong là con thô nút thép gai nó có thể chắn được. Cứ cho là nó chắn được 8 lần đập của zombie đi thì cái con pháo ngô nguyên tử của mình nó vẫn hồi kịp mà. Nó vẫn hồi kịp để nó bắn được mà. Thế cho nên là pha vừa rồi win là đúng rồi. Nếu như mà cái con thép gai đấy nó phải ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cơ. Bởi vì nếu như mà không có con đấy thì anh em mình phải thua cơ thì mới tính là bên cây thua. Nhưng pha vừa rồi kể cả con đấy nó không bị lỗi chăng nữa, nó cũng có 8 lần đật của zombie mà. Nên là pha vừa rồi win là ăn chắc à. Vẫn tính 5-1 được. Ừ đúng, vẫn tính 5-1 được. Ui. Pha này khó đấy. Khó vậy. Khó thật. Không phải khó đùa, khó thật. Pha này khó là khó thật anh em ạ. Chứ không phải khó đùa, khó là khó thật. Pha này con hoa kim cương nó phải cooldown nhanh cơ. Con kim cương giờ nó mới bắn kìa. Con hoa kim cương giờ nó mới bắn ạ. Cả 3 hộp quà đi anh à. Tí nữa nhá. Tí nữa nếu như mà anh em chăn chán thì mình sẽ set up 3 hộp quà. Pháo ngô băng của phát này. Đừng triệu hồi nhá. Từ từ hướng triệu hồi nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Kim cương bắn đi, đúng rồi, kim cương bắn đi. 6 máu. Oh my god. Được kìa. Hello Dark Lord. Hello Dark Lord nhá. Anh chào Dark Lord nhá. 6-1 kêu về phía plan rồi. Ui. Nhân phẩm ác thế nhở. Nhân phẩm kìa. Nhân phẩm tối nay khi mà chơi cái gacha với lại con disco này ok phết đấy chứ nhở. Ui giời ơi. Khó rồi, khó rồi, khó rồi, khó cho zombie rồi, khó cho zombie quá rồi anh em ơi.
Ui, quả combo cây tuyệt vời thế nhở. Quả combo cây tuyệt vời thế nhở. Mưa sao xong lại còn cả bom bom xăng. Dồn một phát đam vào con disco một phát là nó đi luôn. Đỉnh quá. Được đấy, mấy rồi anh em nhở, mấy rồi anh em nhở? 71 à? À, 71 rồi đó, 71 rồi đó. Ui, Cupid kìa. Cupid. Ồ, nhưng mà khó rồi. Có con Cupid nhưng mà cái con trên này thì đang không còn một con nào cây đam này. Không có một con nào có thể bắn được đạn đạo à? Không có một thằng ôn con nào có thể bắn được đạn đạo để đuổi con này à? Ui, tiếc thế nhờ. Tiếc thế nhờ. Cây ngon quá rồi. Kể mà cái con bowling này nó ở đây thay vì nó ở đây không. Phí hê. Không thắng được anh em ạ. Mình nghĩ là không thắng được đâu. Ui, tiếc nhờ anh em nhờ, tiếc nhờ. Giá kể mà con bowling glut này nó ở đây thì vậy là Cupid không 100% win như anh Dương nói rồi. Ừ, đúng, cũng đúng. À, đúng là gái trước ăn gì đấy. Cũng đúng thật. Phí quá. 72. Ui, pha này thua rồi anh em ơi. Pha này chắc chắn là thua đấy. Pha này không thể nào win được luôn. Pha này thì không thể nào mà win được luôn đấy anh em. Pha này mà win được thì thôi cho là tài. Không thể nào mà win được với pha này luôn á. Pha này làm sao mà win được. Thế là mấy rồi anh em nhỉ? Mấy rồi nhỉ? Là bên zombie 3 rồi đúng không? Bên zombie là 3 rồi đúng không? Nó là 73 à? Khó đấy, cũng khó đấy. Khó đấy. 73 rồi đấy. Doom nổ hơi sớm á. Thì spawn ra nó phải như thế mà, bắt buộc thôi. Nhưng pha này thua. Còn máy chơi game á, máy chơi game đập nát rồi đây này. Máy chơi game có ăn thua gì đâu. 73 nghe phía zombie rồi. 73 anh em nhá, 73. Khó đây. Khó đây. Ô. Nhìn thì nghe vẻ là có thể win đấy. Có thể win đấy anh em ạ. Ui, lại còn bowling của nước nổ thế kia thì tuyệt vời quá ấy. 83 anh em nhở? Đúng không? Đúng 83 không anh em? Ờ, 83, ok, 83 nhá. Được á chứ. Ngon ngay, 83 ngay, được á chứ. Ờ, thì bây giờ sẽ đặt tiếp. Ui, đỉnh cao của gacha là đây chứ đâu. Ui ôi, Cupid xong lại còn cả pháo vô nguyên tử nữa thì bố thằng nào zombie chịu được. Ui trời ơi, tuyệt vời. Ui, quá hay. Thế là 93 à? 93 nhỉ anh em nhỉ? 93 đúng không? 93, ôi được nhỉ. 93 đấy. Ờ, ấn tăng tốc độ lên tí cho mấy con này chạy nhanh ra cái đã. Wow, được á. 93 là cũng ra gì vừa này nọ, không phải dạng vừa đâu á. Nào, đặt tiếp nào. Cho hai anh bảnh đi á. Hai anh bảnh thì phải nâng hộp quà lên. Hai anh bảnh là phải bắt buộc phải nâng số lượng hộp quà lên là 10. Ít nhất là 10. Còn không thì phải là 10, 15.
thì mới đỡ được hai anh Bảnh. Chứ còn nếu như mà hai anh Bảnh mà chỉ có 90 quà này là thua luôn. Ô, sao tự nhiên nhanh thế? À quên mất, chưa chỉ tốc độ. Ô lại win này. Ô lại win này anh em này. Lại win đấy. Ui. Quê. Sao tối nay chơi nhân phẩm cái hộp quà này ok thế nhở? Hay là mình skip nhở? Hay là mình skip cái việc là chơi một anh Bảnh ở đây? Hay là mình sẽ skip cái việc là mình sẽ chơi một anh Bảnh kết thúc ở đây thôi, còn bây giờ thì mình sẽ chuyển sang là chơi hai anh Bảnh. Hay là mình sẽ chơi là hai anh Bảnh đi. Mình sẽ đẩy số lượng hộp quà lên là 15 hộp quà, chơi hai anh Bảnh đi anh em ơi. Chơi hai anh Bảnh nhá. Được không? 13 nghe phía zombie rồi à? Ừ thế coi như là cái pha vừa xong là zombie thua đi. Cái pha vừa xong là cây win là 13, là coi như là tổng thể cái trận vừa rồi 9 hộp quà gacha box luxury đối đầu với lại cái con disco này là anh em mình sẽ thắng rồi, kèo mới luôn.